các bạn, hôm nay Nghi xin giới thiệu đến các bạn về dòng sản phẩm in thẻ nhựa của hãng Zipr. Sản phẩm máy in thẻ nhựa này ứng dụng trong quản lý thành viên VIP cũng như ứng dụng trong thẻ bệnh nhân bệnh viện. Đây là một sản phẩm được đánh giá chất lượng nhất tại thị trường Việt Nam và cũng như thế giới. Với dòng sản phẩm này, chúng tôi có thể sử dụng một cái phần mềm in tem nhãn hoặc là phần mềm Photoshop hoặc Corel để in ra. Đây là máy. Đây là máy mới 100% để thể hiện và thực hành cho các anh chị em biết về dòng sản phẩm này nó hữu hiệu như thế nào trong việc ứng dụng giải pháp thẻ thành viên VIP cũng như thẻ quản lý bệnh nhân. Với máy này, nguyên lý của máy này hoạt động rất là đơn giản, chỉ cần gắn một cổng USB vào máy tính là có thể thực hiện được một lệnh in theo nội dung yêu cầu của mình. Đây là quá trình của máy in. Sau khi thực hiện chưa đầy 1 phút 30 giây thì sản phẩm sẽ in ra một cái tem như thế này. Rất đơn giản, rất đẹp và sắc nét. Anh chị có thể quản lý thành viên VIP bằng barcode in phía sau hoặc là kèm thêm nội dung sử dụng thẻ của thành viên. Đó là máy in thẻ nhựa Zipr, mã là series ZX series 3. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mặt để được tư vấn kỹ về chất lượng sản phẩm cũng như giải pháp đưa ra đối với những công ty làm giải pháp software hay là người dùng trực tiếp. Chúng tôi luôn luôn đồng hành và phục vụ các bạn. Xin chân thành cảm ơn.